Cô đợi con xếp xong cái này à? Nhi sao con không gửi bài tập cho cô? Bài Con tập đang về làm. nhà. Ủa bài tập về nhà cô gửi hồi hôm thứ ba lận mà. Hôm nay thứ năm rồi. Con phải gửi trước cho cô để cô sửa bài chứ. Mà với lại nếu như mà con không học từ vựng là đến khi vô bài con không học được luôn ấy. Ừ, tại vì cái cô gì đó ở trên nhóm ấy, cô muốn con là học nói. Cô muốn con học cô muốn con học nói thêm, thành ra cô sẽ đưa chủ đề nói. Khi mà đưa chủ đề thì con phải đưa cho trước cho cô một buổi để cô sửa, ít lắm là nửa buổi để cô sửa trước để lên để cô xem bài để lên lớp sửa. Con xong chưa? Rồi. Con xong rồi mình học bài nhé. Okay, say and write on the board sentences about things you like doing at school. Đây là ví dụ. Vậy cái câu này mình đang nói đến yêu cầu của các bài này là mình đang nói đến gì nhỉ? Nói những cái gì đó mà con thích làm ở trường. Những cái thứ mà con thích làm ở trường, đây là những câu đề xuất này. I like teaching new things to my class, hay là my favorite lesson is painting. Oh. I enjoy reading stories to my classes. Đây là những câu ví dụ. Vậy còn con thì con muốn làm, con thích làm những gì ở trên trường? Thích đọc sách. Okay, so trying to put it in a sentence. I like I like đọc sách. Đọc là gì nhỉ? Đọc sách thì Hay là đọc trước đi, chữ đọc trước đi, chữ đọc là gì? Mình có listen và speak, nghe, nói, rồi làm gì nữa nhỉ? Listen, cô xem cái. Listen là nghe, còn nói là speak, vậy đọc sách.
I like read. Reading books. Yes, I like reading books. Okay. Có gì nữa nhỉ? Like reading books. Còn còn con còn cái gì mà con thích làm ở trường không? Thích vào canteen ăn. Vào canteen. Okay, I gì nhỉ? Love cũng được. I love eating food. Ở đâu? Ở căng tin Okay, the cafe, the canteen. I love eating food in my school canteen. Ok, vậy ở đây sẽ có vậy S sở cái canteen của trường chúng tôi. Ok. Cái này mình sẽ listen. So before listen, look at the Okay. picture. Look Okay. Wow. Ok. Khi mà con nhìn vào bức tranh thì con phải nghe, con phải mường tượng, con phải đoán luôn cả những hành động những người này đang làm gì nữa. Ví dụ bức hình đầu tiên thì bạn này đang đứng ở đây thì bạn ấy có thể là đang đang làm gì nhỉ? Đang gì? Vậy ok, mình sẽ không cần một tiếng Việt khi mà mình nghe cái này. Nếu như mà con nói con ấy bằng tiếng Việt thì khi con nghe thì con sẽ không bắt được. Nên mình phải kiếm một cái từ vựng của tiếng Anh. Nhìn. Look. Yes, so he is looking Look. at. Looking at, nhìn vào cái gì nhỉ? Looking at the. Train. Yes, the train. Okay, he's looking at the train. Rồi, tiếp theo. Còn nhiều bạn ở trong này nữa. Rồi, ok. Bạn này đang làm gì? Bạn nào con? Đang cầm cuốn sách đấy. Bạn này có thể là chỉ là đang sixteen. Bạn này chỉ có thể là đang sixteen thôi. Có thể con sẽ nghe người đang sixteen và người ta sẽ mô tả bạn này đang mặc cái gì. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế là có một bạn bị loại rồi. Có lẽ vậy, nhưng mà con cứ giả sử bạn này đang ngồi, nhưng mà đôi lúc người ta sẽ mô tả áo quần của bạn này, vậy bạn này đang mặc cái gì? Mà ý là mặc váy. Vậy how do you say it in English? Okay, try to say it in English. Yes. Dress, no. Dress là một cái mà con mặc thẳng liền từ trên người xuống dưới đầu gối luôn, cái đó gọi là dress. Còn cái này thì chỉ có một nửa thôi, phía trên mình vẫn phải mặc cái áo thì cái đó gọi là cái này gọi là skirt. Skirt. Đây là Skirt. dress. Ok, cô có một ý tưởng này đó là bữa nay một ngày con phải viết cho cô bao nhiêu từ vựng nhỉ? À, 30 từ vựng được không? Từ vựng về gì? Từ vựng về tất cả những đồ vật ở trong nhà và tất cả những cái đơn giản nhất. Ok. Ngày nào cũng vậy hết, ý là mặc dù ngày đó không có lớp thì những kiểu mà cứ một ngày thì con gửi cho cô những cái từ đó, và nếu như mà được thì con ghi âm lại cho cô đi, con ghi âm lại cái từ vựng đó, ghi âm thôi, mình không thấy mặt mà con phải ghi âm, rồi xong con mới biết là mình đọc như thế nào và cái giọng của mình nghe như thế nào. Chứ thực sự là con cũng học được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Mấy tháng rồi đó, hình như là học được Ba tháng. ba tháng rồi. Học từ tháng 5, bây giờ tháng 8 rồi, học được gần 3 tháng. Học được gần 3 tháng rồi nhưng mà cô thì vẫn thấy là chưa ổn lắm, tại vì cái cô bên đó thì muốn là con học nói. Nhưng mà để mà trước Học khi học từ ngày 13. À, lúc ngày mai nữa là tròn 3 tháng rồi.
Vậy mà để mà nói được thì mình phải có một cái ít từ vựng. Thì theo như kinh nghiệm của cô là mình hãy học những cái từ vựng mà gần mình nhất ở trong nhà, những cái đồ vật hàng ngày để mình có thể giao tiếp một cách giao tiếp cơ bản trước. Ok. Cô ơi, hôm nay gió hơi bị to. Chắc là không cấp điện đâu, khi nào mưa mới cấp điện. Gió to Ok. Ok, rồi mình đã hai người rồi, tiếp theo những người còn lại. Một hai và những người còn lại đang làm gì đó? Mình nói hai. tới hai đấy, the two boys, what are they doing? À, What are they giống doing? như kiểu là painting. Not painting. Paint thì thường thường sẽ cầm cái màu mà tô. Đây thì đây là một cái bảng thì nghĩ là đang làm gì? Đang drawing. Drawing. Đây. Đây là những cái từ từ vựng đơn giản này, đây là những từ vựng đơn giản cả như draw, paint, vẽ, tô màu hoặc là dress, là những cái mà đơn giản hàng ngày nhất của mình hay sử dụng luôn ấy. Ok, tiếp theo bạn này đang làm gì? What is Ba nào này. Bạn ý cái bạn là gì? Ok, vậy nếu như mình không biết là bạn ấy đang làm gì trước máy tính thì có thể là she is working. Mình có là working, một là làm việc, đang làm việc. Hoặc là có thể là dùng là she is 16. She is 16 in front Giống như kiểu là what computer is. of the computer. Thì con sẽ nghe được từ computer nhưng mà không biết là bạn lại đang làm gì đây. Ok, tiếp theo. This, what is She Ok, mình có cái động từ chơi đó, động từ gì nhỉ? Mình có động từ chơi đó, động từ gì nhỉ? giống như kiểu play guitar, Ok. Hình như là guitar. yeah, she is playing. Yeah. So ok, so có thể là sẽ nghe được là she is Guitar. Guitar. playing the guitar. Ok. Vậy mình đã mô tả được hết rồi rồi, còn chỉ còn hai bạn này thôi. Ok. Ơi, cô, con đi Sao vệ con? sinh. Ok. Con đi vệ sinh được không? Nước nước. Chứ không rồi con ngồi ra đó sao? Ok. Xu lẻ đô xu Ơi. đây, đợi cô một lát. Cô tắt Chắc thành cây nhà không nó còn nghiêng luôn ấy. cái Gió nó gì? có mở ra mà bụi bay hết vào mắt luôn. Gió Chắc rất là mạnh. Có thể là tối hôm nay sẽ có bão. có lẽ vậy. Ở trong cô thì nắng đang trong một cơn bão đây, nhưng mà ở Ở cô chỗ đang con nhá, mấy ngày nay không có nắng nhiều đâu. Chỉ chiều nay có một ít len lỏi nắng. Ở chỗ cô nắng và chỗ cô lại bị phong tỏa tiếp. Bữa giờ cấm ra đường rồi nhưng mà sắp tới ngày thứ hai tới đây là sẽ cấm ra đường luôn.
7 ngày. Ôi thế cô lại phải cách ly à? Không cách ly nhưng mà cấm ra đường luôn. Mình có Cô được ơi, con hỏi cô nhá, cô sống với ai đấy? sống với em của cô với lại AB đó. Thế là cái người phụ nữ mà lúc trước bị bắt tiền đấy là em của cô đúng không? Đúng rồi. Người phụ nữ tội nên được 20 21 22 gì đó. Chắc phải gọi bằng chị cũng được. Gặp bạn chị nghe người phụ nữ tội quá. Ok. Rồi còn Cô hai ơi, bạn, sao nếu mà con? con bị thoát ý. Sorry. Nếu như mà bị thoát thì điện cấp à? Mà chắc không điện, có họ điện không cấp đâu nhỉ, từ khi mà mưa mới cấp điện. Nhưng mà nếu mà dùng trên điện thoại là con có thể bật ra thường. Ừ. Nhưng Không. mà dùng trên máy tính con không biết bật. 3G trên máy tính chia sẻ không nổi đâu. Mạnh lắm. Ok, còn hai bạn cuối cùng này. Bạn mặc áo màu vàng, The Boy. Đây, bạn trai này, The Photo. Boy. It's làm gì nhỉ? Mình có một cái cụm đó là taking. Thank Take a photo. Vậy nếu như cái hành động đó nó đang diễn ra thì con sẽ nghe được là taking, là đang chụp ảnh. The boy is taking photo. Rồi bạn cuối cùng. Rainbow. The boy is Vừa học xong. reading book. Yes, học xong. Mà nhớ nghe. Sao mà đừng trả lại cho cô ấy. Học bao nhiêu trả lại cho cô hết. Ok. 3 tháng rồi, nhanh ghê nhá. Mày đóng mới được 3 tháng rồi. Con cứ tưởng là mới một tuần. Ừ, tưởng đâu là cô cũng tưởng là xong, lúc mà nhờ nhìn lại thì Con thấy năm nay chưa nhanh. Nhà con cứ mỗi ngày con cứ lặp đi lặp lại cái việc đấy, con cảm chưa nhanh. năm nay chán quá, cứ Kiểu dịch như này con chả có thấy gì vui. Mà mẹ, hai cái năm dịch này con thấy ngày nào cũng đi lặp lại, chả thấy có gì vui hết. có gì vui đâu, Nên là thời gian trôi rất là nhanh. ở nhà không ra Mới đường là mới vui sáng một phát chưa gì đã thấy tối rồi. lắm. Ok, nghe này, nghe cái ví dụ trước nha. 15C. At our school. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Is this your class? Yes, that's my friend Tony. He's wearing a red t-shirt today. Is he holding a book? Ok. Yes, he loves reading. Rồi, vậy bạn Can này you là ví see dụ. the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Con vừa nghe con 1. gạch luôn nha. Can you see Jack? He's drawing on the board. Which boy is he? He's drawing a camera and he's got jeans on. Oh, yes. I can see him now. 2. Look at Alex. Where's she? She's sitting at the table. Is she wearing a blue sweater? Yes, and a gray skirt. She's a really good friend. 3. Who's that boy? Which one? The boy with the black trousers. That's Paul. He's taking photos of the boys. Can you see? Oh, yes. 4. And who do you sit next to in class? Daisy. Is she the one on the computer? No, that's not her. She's playing the guitar. Oh, yes. I can see her. I love her glasses. 5. Do you know Fred?
Is he the blonde boy at the back of the classroom? No. He's looking at the train on the wall. Oh, yes. I can see him now. Okay. Còn một từ nữa mà cô. Nhưng mà hết rồi, con bỏ qua một cái rồi phải không? Mình có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5 rồi đó. Mà... One. Còn một từ này nữa nè. Cái câu mà câu cuối cùng là cái bạn này rồi ấy. Grace. Ok. Mình sẽ nghe lại cái này. Ok, chết đáp án trước nha. Jack. Yeah. Alex. This is Alex. Alex. Yes, Paul. Hồi nãy cô có phân tích cho con là Paul là người taking photo. Okay, so Paul is correct. Hồi nãy con bị phân vân giữa Alex là người này và người này. Nhưng mà con nghe được là có là giống như kiểu là một từ đang ngồi. Nhưng mà tại vì Alex... Blue shirt. Người ta có nói là blue sweater. Một cái áo mà áo nó hơi dày tí. Là... Ok, oh. Áo tay dài. Và nhưng mà người ta có mô tả là gray skirt. Cái màu xám ấy, cái váy màu xám đó. Gray skirt. Tiếp theo, lúc Daisy. Lúc đầu là tôi nghĩ ngay cái từ của cô gái này đang ngồi. Nhưng mà tại vì hai con gái mà lại tên là Agnes đâu. Nhưng mà ý là ở trong bài thì nói như vậy, ý là khi mà con nghe thì con phải theo cái luồng của cái bài nghe mình nghe được. Chứ mà nếu như mà con suy nghĩ hoặc là suy luận thì mình sẽ bị lạc đề. Tại vì khi nghe mà con không chỉ cần mà lạc một tí thôi là con sẽ lạc nguyên cả bài. Ok vậy. Ồ, mưa rồi hả? Ok, mong là kịp. Ok. Chết. Cái gì vậy? Trên tầng 3 không biết có mở cửa không? Chạy lên coi không? Bây giờ mà trên tầng 3 mở cửa là mưa hấp vào là ướt hết cả sàn nhà đấy. Vậy cô giờ sao? Cô lên xe nhá. Ok, vậy đi cẩn thận nha. Nếu như mà có không, mưa không, vào là dễ bị té. Hôm qua nhá mưa, con quên không hấp vào. Ngập cả chỗ đấy luôn. Wow, vậy con lên xem liền đi. Mai qua là con động rồi nhưng mà vẫn hờ một chút. Ok. Chỉ mình sai cái nào, sai là sai cái của Alex. Vậy cái khi mà người ta mô tả thì hai cái áo là màu nó giống nhau. Nhưng mà nó chỉ khác cái là bạn này đang sit. Đúng rồi, the girl is sitting down, đang ngồi mà. Còn bạn này thì đang standing, đang đứng. Ok. Lúc hồi nãy con mới bảo là có địa chỉ ngồi. Đúng rồi. Thì mình cứ nghe mà tới mà đúng khoảng tầm vài điểm ấy. Vài điểm của người này thì sẽ chọn luôn. Chứ mà không vân vân, tại vì cái tên là không phải là tên con gái. Ôi, ai tặng con vậy? Sinh nhật á. Sinh nhật của con ấy. Từ 6 tháng 5. Cái ngày đó đúng là cái ngày mà dịch bắt đầu đùng bùng phát luôn. À, cô mới tưởng là hôm qua. Dịch ở chỗ Bắc Ninh con đúng, ở Bắc Ninh Bắc Giang con nó bùng phát. Đúng rồi, ở Bắc Ninh Bắc Giang được đó bùng phát mạnh. Nhưng mà như vậy bây giờ kiểm soát được rồi mà. Vâng, sao lại đúng là người sinh nhật của con? Hồi năm sau này. Tối hôm đấy nhá, là con cắt chia bánh sinh nhật con mang cho các em. Cái hôm đấy là con mời các em sang cơ, nhưng mà tại vì đúng hôm đấy dịch ở cùng phan con phải sợ. Oh, vậy là cậu không cho hàng xóm qua luôn? Không, chỉ những người con mời thôi.
những đứa nào mà đúng con người, cái thằng mà đúng con người mà con sinh nhật lúc con 6 tuổi, cái thằng đấy bỏ qua. Hồi 6 tuổi mà đến bây giờ 11 tuổi mà còn nhớ à? Đúng cái hộp tối hôm đấy, kiểu là bọn con chơi sinh nhật xong ấy, có cái hộp như là bọn con úp lên đầu chơi trò ma bắt người ấy. Thế sao là lúc đấy kiểu là bọn con đi qua đấy xong rồi bọn, kiểu có thằng nó đang có đứa nó ra chạm vào người du thằng ấy, nó tưởng là của con ấy, xong rồi đang nó đấm vào bụng con gặp mạnh người là mạnh. Kết quả đấy con ghi nhớ sâu vào trong đầu từng lét một luôn. Bây giờ thằng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Cái thằng mà đấm con vào bụng ấy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng tầm chắc là bằng tuổi gì? Không. Không á? Không. Hơn khoảng tuổi. Tầm 14, 15 tuổi gì đấy. Ờ vậy bây giờ lớn rồi mà. Cấp 2 rồi. Vâng, 14, 15 tuổi thôi. Cô biết trong mục này có gì không? Không. Không đoán được. Cái này kiểu như là bọn con chơi còn thừa rất là nhiều thùng xốp, rồi sau là bọn con phải ví, thế sau là bọn con cắt từng miếng ra vẽ ở đấy vào, thế sau là vẽ hình ở đấy vào, sau cắt cái phần thừa thừa nhiều đi, rồi bọn con cắt ra nhiều nhiều như thế này này, sau bọn con chơi ghép hình. Đố không biết là cái này sẽ là gì. Cô không nhìn thấy luôn. Okay, trở về lại học bài. Chưa hơi bị nhiều rồi. Okay, number one. Find the boy in the green t-shirt is reading a book. Yes, green t-shirt. Cái này con phải tìm cái lỗi ở trong câu hồi nãy con nghe được. Okay, giờ con nhìn lại trong bức tranh này đi. The boy in the green t-shirt is reading a book. Vậy the boy, what color is his shirt in the picture? Red. Yes, it's red. So cái này mình sẽ sửa lại là red, not green. Okay, number two. Oh, red with an red. Okay, vậy con sửa lại đi. Green and red. Cô lại con một chút nhé. Ô chết lúc rồi. Không không. Con gì con chấm rất to quá. Cô mất cái màn cái này này ảo quá này. Mà mỗi lần làm thế này là nó sẽ mất hết đi. Giả sử. Đó như thế này nó không nhìn rõ à, thấy chưa? Ô em Ami mặc bộ màu đỏ. AB. Có cái vấn màu đỏ. À đúng rồi, lúc này là bạn ấy được 1 tuổi. Không có tóc. Okay, number 2. Con tóc mít rồi. Number 2, what of the boys who are both of the boys who are drawing, vẽ. Chết, con già. Sao vậy? Con gà con. Muốn gà con ở đâu? Con vẫn để ở ngoài. Okay. Như thế này là đi lui đi tới xong rồi là hết thời gian để học luôn. Không, con nói thật mà. Rồi bây giờ... Đầu óc nó kiểu làm sao ấy. Rồi bây giờ con có một rồi bây giờ có chạy xuống lấy con gà vào không? Chắc là có, không thôi nó chết giờ. Đây cơ. Okay, number two.
drawing on the board have got will have what? White shoes on. Câu này có cần sửa không? Con thấy no. Đây, the two bow of the boys là cả hai bạn này. Cả hai bạn đang đứng vẽ trên bảng ấy thì đang làm gì? Mang cái gì nhỉ? Cái bút. Mang gì? Mang cái hai cái bút. No, white shoes. Mang mà. Mang là có nghĩa là mình sẽ mang cái gì vào trong người. Mang, wear white shoes. Rồi, hai đôi giày này có phải là màu trắng không? White shoes. No. No. Vậy sửa lại như thế nào? À, có một cô đôi giày màu trắng một cô. Nhưng mà người đôi ta đang kia, nói là đôi bên kia cũng là màu trắng mà. Ok, vậy thì cái này mình sẽ để như vậy, không cần sửa. Ok, green, both. Tiếp theo. Number three. Two of the boys are wearing yellow t-shirts. No. No. Tại sao hai người con trai đang ngủ vẽ? Tại sao lại là hai cái áo màu vàng? Chỉ có mỗi một cái áo. À nhưng mà có một người mua cái áo màu vàng. Đúng rồi, người ta câu number 3 thì người ta không hề nói đến hai bạn đang đứng vẽ nữa, mà như là nó là một câu khác rồi ấy, là two boys are wearing yellow t-shirts, là người ta có lẽ là đang nói tới trong cái bối cảnh của cái lớp học này. Có hai bạn đang mặc cái áo màu vàng. Yes, two boys are wearing. Thế là đúng rồi mà. Yellow t-shirts. Okay, nó bị đi trước rồi. Yeah. Tiếp theo là tick. Number four. The computer mouse and the keyboard. 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 On the desk. Câu này mình có cần sửa gì không? Con đang chưa hiểu cái phần ở on the. Rồi, the computer mouse là computer mouse là cái gì? Máy tính là cái máy tính có chuột và. Đúng rồi, con chuột của cái máy tính và cái gì nữa? Oh no, không lấy đi được, không lấy đi được. Và cái gì để mà mình bấm 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 bấm? Keyboard. Đúng rồi, keyboard are on the desk. Điều ở desk này là cái này là cái bàn. Cái bàn như thế này ấy. Đây, bàn học và làm việc. Ok, để cái này mình cần sửa gì không nhỉ? Không. Không, thấy không. Ok, so it's right. Tick. Tiếp theo. Tick. Ok, number five. The picture on of the dream. Above. Đây là on này, đây là ở trên đầu, nhưng mà nếu như cô chẳng, nếu như mà đưa lên thêm một tí nữa thì gọi là above. Above thường thường là lơ lửng ở phía trên. Vậy cái picture of the train, bức hình của cái tàu ấy thì nó ở on the above one boy's head. Câu này đúng hay sai nhỉ? Câu này mình cần sửa gì không? Sai? Đúng nhưng mà sửa. Nếu như mà là on thì nó nằm đây này, đây nó nằm ở đây. On là để trực tiếp lên đây luôn. On là để lên phía trên vậy luôn. Còn nếu như above là nó sẽ lơ lửng. Lơ lửng trên đầu mình. Above. Thế thì tích thôi. Number 6. Number 6, you can see a book that is close on the floor under the table.
quản lý là hôm bữa là cô phải chuyển cái chương trình học của con xuống thêm nữa. Chương trình này vẫn còn nhiều từ vựng quá. Chuyển xuống chương trình kia là con dễ bắt kịp hơn. Chương trình này hơi nhiều từ vựng. Con từng học chương trình đấy bao giờ chưa? Cái chương trình đó gọi là starter, cái này là mover. Còn cái mà khi mà con mới vào học đầu tiên nhất á, cái đó là flyer. Mà flyer đó thì Này. flyer là cấp cao nhất của trong ba cấp đó, mà flyer thì quá nhiều từ vựng. Quá nhiều từ vựng và cái flyer thì đó thì khó hơn. Hôm bữa là cô nghĩ là cô Như đã là có ba lớp. ừ, một Cái là buổi đầu tiên à? Cái buổi đầu tiên mà flyer. con Cái buổi đầu tiên mà cái con học này là gì? Như là gì cô? Flyer. Thế buổi thứ hai là cái Rồi xong vài buổi rồi cô mới chuyển qua cái này mình đang học là mover. Mover là xuống một bậc. Starter là bậc đầu tiên. Có ba bậc mà thường thường mấy bạn dùng cái bằng cái mover, starter với flyer. Như bạn dùng flyer là để vào cấp 2. Còn mover thì như là để vào cấp 1 gì đó. Starter với lại mover. Thì có nhiều bạn thì đi thi để lấy hai cái bằng đó. Thì để mà có cái chứng chỉ là có tiếng Anh để mà dễ vào trường chuyên nữa kìa. không biết là trường chuyên đâu. Nghĩ là cô đang dạy một bạn, bạn ấy cũng học giống như con vậy nhưng mà bạn ấy học để mà vào trường chuyên. Bạn ấy học xong Trường chương trình. chuyên xa thế bạn cũng đi. Không, bạn ấy ở Sài Gòn. Bạn ở Sài Gòn, bạn Sài con Gòn đang là gần học. cơ đắp. Sài Gòn Không. năm, Sài Gòn ơi, Sài Không, Gòn gần đâu à Sài Gòn. Xa mà, cô đã ở Đà Nẵng. ừ đúng rồi, xa 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 thật. Con nhầm là con tưởng cô ở Hồ Chí Minh. Đâu có ở Đà Nẵng. Cô đã từng ở Hồ Chí Minh nhưng mà chuyển ra Đà Nẵng được bao nhiêu nè? Sài Gòn Một, đẹp hai, lắm, ba, Sài bốn. Gòn Hình đẹp như là bốn năm rồi. lắm. La 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 Okay. la 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 Câu cuối cùng này. You can see a book that is on the back under the table. Yes. Table. Ở đâu của cái table? Ở trong cái câu này người ta nói là you can see a book that is, này là open, close, on the floor, on the table. Câu này người ta nói là cuốn sách đang ở đâu? Quan sát đang ở trên một cái Rồi, ý là con nhìn vào cái câu này đã. Câu này người ta nói là cuốn sách đang ở đâu? Ok, giả sử đây là cái table thì đang là here là on the table. Nhưng mà nếu như ở mặt này thì sẽ gọi là under the table. Under the table. Là đang ở đâu, những vị trí nào của cái bàn? bản. Đây là on nha, đây là on này, đây là cái mặt bàn. Còn ở dưới này là cái, đây là cái mặt bàn rồi, còn phía dưới này là gì đây? Là Thì cái phía dưới của cái bàn đó thì khi mà có cái gì đặt dưới đó thì mình sẽ gọi là under. Under đây là có on. Thì trong câu này là người ta đang nói tới cuốn sách đang ở đâu? anh cuốn sách đang ở trên. Không, ý là cái câu này người ta nói ấy. Câu này người ta muốn nói là cuốn sách đã ở dưới gầm bàn. Đúng rồi, nhưng mà ở trong picture, trong bức hình. Phải là gọi là on On the table. Ôi chà, cái nào mà không biết thôi, cái nào mà biết là cũng cũng lên giọng với cô dữ ha. Ok, xong học nhiều vào để mà lên giọng luôn. Ok. Học cho biết nhiều vào rồi xong rồi tha hồ. Ok, bây giờ đây là sẽ có những cái câu hỏi này. Câu hỏi về color your answer, con sẽ tô màu cái câu mà con muốn trả lời. Yes. How do you go to school? Cô sẽ chuyển từ này thành từ go. How do you come to school? Nghe nó không? Rồi, how do you go to school? Thường thường bằng gì nhỉ? Ở đây mình sẽ có một giới từ để cộng với lại phương tiện. Thì con thường thường đi đi đến trường bằng phương tiện gì? Ở cô cũng có Bye. giống. Ở cô cũng có giống này. Bike. Bike.
Vậy khi nói đến phương tiện thì con sẽ cộng cho cô chữ bike, by bike, by foot. Nhưng mà đừng có nhầm với lại trường hợp này nha. Nếu như con lái chiếc xe đạp thì con sẽ nói là ride a bike, lái xe đạp. Còn cái này là con đi học bằng xe đạp. Và còn có thêm một cái là by foot. By foot này đi bằng phương tiện gì đây? By foot là đi bằng gì? Nó là một cơ thể, nó là một bộ phận trên cơ thể của mình. Chân. Mà, yes. Đi bộ. Đúng rồi. Là đi đến trường bằng chân đó. Nói chung là đi bộ, nhưng mà người ta dịch ra đi là đi bộ bằng... chắc là đến trường con chả có sức để học đâu. Bình thường là con đi xe điện đấy. Nên là cô cũng không đi được chiếc xe điện đó kìa. Cô cảm thấy sợ sợ sao, tại vì cái tay lái và cái yên của nó xa quá. Nó không gần giống như là xe máy. Giống như kiểu là xe điện X nghe nó có từ X, dấu X màu đỏ, rồi sau rồi có từ men ở sau đúng không? Không, cô không để ý lắm, nhưng mà xe điện gì cô cũng không đi được hết. Cô đi được xe máy nhưng mà cô không đi được xe điện. Tại vì ý là cái tay của nó xa với lại cái yên, mà với lại thêm cô thấy chạy nhanh quá. Vèo. Nên là cô mà không để ý là chạy nhanh đấy. Nhưng mà con nhớ là có nhiều loại xe điện của con nhỏ mà chạy cũng chậm lắm. Vì ga thì chạy chỉ bằng 30 km ở xe máy. Cô cảm thấy là không có kiểm soát được bằng xe máy. Là cô chưa thử. Ok, vậy khi mà mình muốn nói đến phương tiện, mình muốn nói đến tất cả phương tiện thì mình sẽ dùng từ bike. Bây giờ con làm một câu là tôi đi đến trường bằng xe đạp đi. Tôi là chắc chắn là ai rồi. Ai. Ai. Rồi mình cần một từ đi. I run. Từ đi là từ gì? Từ đi. Ừ. Từ đi ấy. Giống như trong cái là let's go. Giống như trong cái là let's go. Let's go. Từ đi là let's go. Go. Yes, I go. Vậy go thì sẽ là go to. Go to where? Mình cần một địa điểm, nơi chốn. I go to, đi đến đâu? Go to school. Yes, I go to school. By? Bike. Yes, by bike. By bike. I go to the school by bike. Ok. Vậy, như thế này là mình đã có một câu đơn giản rồi. Tiếp tục với những câu còn lại là tôi đi đến trường bằng xe ô tô. I go to school by bus. By bus, okay. How about by car? How do you go to school? Okay, bây giờ cô sẽ hỏi và con sẽ trả lời tất cả các phương tiện ở câu đầu tiên đó. How do you go to school? Tương tự giống như mấy câu trên này, mình chỉ cần đổi phương tiện thôi. I go to school by car. Yes. And lại đi đến trường bằng car thì có thể là bố mẹ chở. Không, con đang nói về cái này nè. Car, phải không? Train. Yes, train in some countries. Yes. Có nhiều đất nước thì con sẽ đi đến trường bằng xe, bằng tàu điện ngầm, giống như là Singapore này, Hàn Quốc này. Thì đến trường tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm thì nó sẽ phổ biến hơn chứ. Chẳng qua ở bên mình thì chưa được phổ biến lắm. Tàu của mình chỉ có đi được dài thôi, nhưng mà bên tàu hẳn là tàu tốc hành, tàu hỏa tốc. Ở bên Nhật Bản thì rất là nhiều luôn. Mấy cái tàu đó thì thôi rồi luôn. Có tàu chạy đến 300 cây một giờ. Nhưng mà khá là êm ấy. Ok, câu number 2. Where do you do your homework? Câu này hỏi gì đây? Oh. Where do you do your homework? Con dịch trong này một vài chữ thôi. Con hiểu chữ nào ở trong này? Bạn làm gì ở đâu? No. Homework là gì đây? Homework là như là homework. À,
À, bạn làm bài tập về nhà ở đâu? Không dịch được nữa, thôi cô không nói nên lời luôn. Ok, where do you do? Con nhìn có thể là con nhìn do, do và do này có thể là hơi bị rối. Nhưng mà mình chỉ cần hiểu là homework ở đâu. Thì you này chắc chắn là bạn rồi. Bạn làm bài tập về nhà của bạn ở đâu? Ok. Rồi. Con sẽ làm bài tập về nhà ở đâu? Ở trên trời. Ở trên trường. Ok, so I do my homework My bedroom. at bedroom. I do my homework in my bedroom. Okay, I do my homework in my bedroom. How about the kitchen? I do my homework in my kitchen. Ok, có thể là in the kitchen. My bedroom, tại vì bedroom là cái đó là cái phòng của con. Thì cô sẽ dùng là my là cái phòng của tôi. Còn kitchen thì là chung chung ở trong nhà rồi. Là những cái căn phòng ở trong nhà. Ok, so I do my homework in the Oh. kitchen. Number three, where do you have English lessons? Oh, when, sorry, when, not where. Rồi dịch cho cô câu này, dịch nhanh những cái từ quan trọng trong cái bài này thôi. English lesson. English Bạn lesson. học tiếng Anh vào những ngày này. Ví Đúng dụ rồi. lớp học hỏi như thế á. Đúng rồi, khoảng như vậy đó. Giống kiểu là English lesson là có những cái bài bài học tiếng Anh vào khi nào. Ok, vậy đây mình có những thứ ở trong này. On On Tuesday. Yes. Friday. And on Friday. Yes. Number four, what do you like doing most in English? What do you like doing most in English? Tại sao bạn lại thích mà Ở đây bạn không có tại sao, từ what này mình sẽ không dịch là tại sao, mình dịch là cái gì. You like là bạn thích. Chữ do này thì con nhìn thấy là có in vào thì con. Ok, most in English. Reading. Ok, Yeah. I like reading. Ok, I like reading. Hôm nay có nhiều từ vựng không? Con có ghi xuống không? Hoặc là tí Con nữa đang ghi cô. nè. Họ là tí nữa cô phải lọc ra những à con đang ghi hay là con đang vẽ trái tim ở đây. Có thấy ở Con đây có một đang vẽ. đống và kêu con đang ghi học từ vựng nha. Cô gửi bài về nhà xong rồi con không làm. Cô ơi, có hỏi nhá, cô gửi đâu được không? Cô gửi trên group đó, hôm bữa cô nói gửi trên Zalo thì à trên Facebook thì con bảo là đừng có gửi nữa, con làm bài tập khác rồi. Đấy là những bạn đứng đấy là ngày khác mà. Không, nhưng mà ý là bài tập thường thường là con sẽ thứ ba con học và xong đến thứ năm con mới học lại, chỉ có ngày thứ sáu là nó sát nhau thôi. Nhưng mà thứ ba đến thứ năm thì có rất là nhiều thời gian. Thành ra con phải làm bài mà con phải làm thêm phần nói nữa. Con bây giờ con phải làm phần nói nữa. Phần Con ghi làm phần âm. viết rồi không? Không, ý là phần phần viết nó chỉ hỗ trợ con về bên mặt ngữ pháp thôi. Còn con phải tập nói nữa. Tại vì con chưa có phản xạ để mà nói. Con chưa có phản xạ nói. Và đây con phải nói cái gì cũng được hết. Chủ đề gì cũng được này. Chủ đề về gia đình nè. Chủ đề về đồ vật mình yêu thích. Và chủ đề về người bạn mình yêu thích. Con phải nói. Chứ mà không nói thì cái kỹ năng nói nó sẽ không tiến bộ. Bữa giờ học con chưa nói một bài nào hết. Mấy bạn kia mà kêu không không nói được xong cô cũng bắt nói. Bạn nói không được thì Là bạn ấy nói sao? từng câu. Ý là mấy bạn kia cô là có nghĩa là cô sẽ luân chuyển các kỹ năng là giống kiểu mà nghe nói đọc viết trong một tuần ấy kìa. Nhiều bạn cũng không nói được
bạn cái bạn kia bằng tuổi con, bạn cũng không nói được cho lắm, nhưng mà bạn vẫn nói để mà cả để mà tiến bộ kỹ năng nói ấy. Không thôi là cái kỹ năng nói nó sẽ bị tụt, nó bị tụt so với những kỹ năng còn lại. Đúng rồi. Nếu không là con sẽ không có phản xạ nói, con chỉ đọc được nhưng mà lại không có cặp phản xạ nói. Con nói sao? Đâu. Là phải nói đó. Con muốn chọn Thôi. chủ đề nào thì con chọn chủ đề đó. Thôi con hỏi nhá. Đố có biết từ này có nghĩa là gì? Từ gì? SWEET S W E LOVE E T L SWEET LOVE Sweet từ này nè. love. Sweet love. Rồi cô thấy rồi, sweet love. Tình yêu ngọt ngào. Bye bye chị này, để mà dạy mình đi. Chị cho em biết chơi khác, chị cho biết chơi khác. Vì Các em bạn rồi. này.